Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một dòng tranh Phun Sơn. Để học được dòng tranh Phun Sơn, chúng ta cần học những thao tác cơ bản và những thứ ta cần học trước khi vào tới dòng tranh này. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến cái đầu tiên, đó là vẽ một cái vũ trụ làm sao cho hoàn hảo 3D và thật đẹp. Thì đầu tiên ta sẽ chuẩn bị, đó là sơn và một cái thứ hình tròn như thế này. Chúng ta có thể lấy cái lắp của các cái hộp hay là cái bát hay là cái đĩa, nó có một hình tròn như này đó. Thì việc tiếp theo thì ta chọn màu sơn. Thì đầu tiên tất cả các vũ trụ chúng ta lên sơn màu trắng và màu lót của mặt trời hay là vũ trụ đấy. Chúng ta phủ một lớp sơn trắng. Tiếp theo là các màu sơn lót của vũ trụ, chúng ta nên chọn các màu sáng như là màu đỏ, màu vàng đó. Khi chúng ta phun sơn, chúng ta phải làm sao điều chỉnh được cái lượng sơn mà mình phun ra. Đó. Sau khi phun xong hai màu lót, chúng ta phủ thêm một nhẹ một lớp màu đen. Đó. Sau bắt đầu chúng ta lại sơn phủ lên màu trắng lớp cuối cùng. Chúng ta phun làm sao cho nó không được đậm quá mà cũng không được khô quá. Nếu như mà khô quá thì lúc chúng ta tạo vân cho tất cả các vũ trụ nó sẽ khô, mà ướt quá thì nó sẽ nhìn nó sẽ lóa, nó nhòe. Lúc mình phủ lớp sơn đen lên nó sẽ nhòe. Mình sẽ vo tờ giấy như thế này, không mình đặt lên, mình tạo vân cho cái tờ giấy, mình đặt lên, đặt như thế này, vuốt nhẹ, mình nhấc, đó, nó sẽ tạo ra những cái vân của vũ trụ. Đó. Chúng ta nên chọn cái giấy của nó mềm, nhưng mà không được mềm quá. Nếu mà mềm quá nó sẽ thấm vào đấy, nó sẽ làm hỏng cái phần vũ trụ của chúng ta. Mà là cứng quá thì nó sẽ không được, là nó sẽ là cái giấy báo hay là giấy của những cái sách gọi là người ta đi học ấy, người ta hay gọi là sách bài tập. Tiếp theo thì mình lấy cái này đặt lên. Trước khi đặt lên thì mình phủ một lớp đen, mình tạo sự cảm giác 3D cho vũ trụ. Đó. Đen như thế này. Xong. Tiếp theo là màu trắng. Phủ lên trên này, phủ nhẹ thôi nhé. Đó. Rồi, đặt cái này lên. Tiếp theo là mình sẽ phủ lớp
sơn đen, nếu mà mình sẽ không phủ cùng màu với cả cái này. Lớp sơn đen thì mình sẽ phủ ở trên này. Tạo cảm giác 3D cho cái vũ trụ. Mình có thể là tạo hiệu ứng màu trắng cho cái vũ trụ nó sẽ lỗ hơn, đó, nhẹ hơn. Rồi còn tiếp theo là cái những cái người ta gọi là theo theo mình thì người ta gọi là vẩy sơn, vẩy sao cho bầu trời. Thì thường thì mình không dùng găng tay, nên còn nếu như các bạn mới học ấy thì nên dùng găng tay nó sạch. Mình thì mình quen rồi, mình cũng dùng găng tay, mình xịt tay và xịt sơn vào tay này, vẩy cho những cái lớp sơn của nó vẩy đi cho nó bớt đậm. À, bắt đầu mình nâng cao lên, mình vẩy nó sẽ búng ra nó những cái sơn, nó sẽ tạo ra như kiểu là ngôi sao cho mình đó. Bây giờ mình sẽ thử mở nhé. Ok đó, nhìn cảm giác 3D. Các bạn lưu ý cho mình là lúc chúng ta phun những cái lớp xanh hoặc đen như này, chúng ta không nên phun đậm quá nó sẽ nhòe những cái ở ngoài này, sẽ nhòe đó. Tiếp theo là đến cái người ta gọi là sao lỗi. Sao lỗi người ta theo mình thì mình theo theo mình thì nó gọi là sao lỗi, còn đối với các bạn thì sẽ hiểu không? Đây, mình sẽ làm cái sao lỗi cho các bạn xem. Trước tiên thì mình lấy một tờ giấy cứng và bị sơn trắng. Mình đặt cách cái mặt giấy, mặt mặt tranh của ta tầm khoảng 2 cm. Chúng ta phun phun làm sao cho phun vào cái mặt này, nhưng phun vào cái mặt giấy này, nhưng mà người ta mình hơi chéo xuống dưới phần tranh một xíu đó, như thế này đó, mình làm nhanh nhé. Các bạn lưu ý cho mình là khi mình sơn được 2 lần rồi ấy, thì những cái sơn đây nó sẽ đọng ở đây, nên là chúng ta sẽ bỏ đi, không nó sẽ hỏng cái sao lỗi của chúng ta. Chúng ta bắt đầu lấy cái mới. Còn về phần sao chổi nhé, sao chổi thì nó như thế này. Chúng ta sẽ gập tờ giấy vào như thế này đó, gập tờ giấy vào như thế này đó, và như thế này. Sau chúng ta lấy lọ sơn trắng xịt vào cái góc thế này, xịt vào góc này, xịt vào góc trên quả tờ giấy này đó, nhìn mình này, mình chỉ làm mỡ thôi chứ bức tranh này mình không sẽ không làm được.
còn lỗi rồi. Mình làm lại nhé. Lưu ý cho mình là khi mình dùng dùng để phun cái sao chổi ấy, phun đến lần thứ hai nó sẽ đọng sơn lại trong cái tờ giấy này, nó sẽ làm hỏng cái bức tranh của mình. Phun lần thứ hai là mình sẽ hỏng cái ngôi sao của mình. Chúng ta đến với cái phần tiếp theo, đó chính là tạo những cái ngọn đồi. Thì vẫn trên bức tranh này thì mình cũng làm luôn, cũng độ đó cũng là những cái màu sơn lót, lấy làm sao cho những cái màu sơn lót nó nổi lên. Ngọn núi ngọn đồi của mình nó sẽ nổi đó. Rồi tiếp theo là phủ một lớp sơn đen này. Xong mình lấy cũng lấy giấy, rồi lấy giấy này vò vào. Đặt lên đây, đặt lên cái phần sơn này. Đưa lên đâu mình nhấc lên nó. Nó sẽ tạo ra những cái vân này cho mình. Thì tiếp theo mình sẽ lấy bay, lấy cái bay vẽ hay là các bạn mới học ấy thì không có điều kiện để dùng cái bay vẽ nữa, thì ta có thể lấy là cái vật gì cứng như kiểu Như con dao. hay là cái mảnh gì nó cứng cứng cũng được. Đây, mình lấy tạm cái tờ giấy này cho đấy, thì nó là một vật cứng đó. Mình sẽ tạo những cái đường vân, gọi là bên theo mình ý, theo mình thì gọi là những cái vân tạo lỗ cho cái phiến đá. Như vậy mình sẽ tạo thành những cái phiến đá, mình sẽ xem kỹ nha. Thế đẹp. Như vậy xong đó, nó như vậy. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần nước biển, thì nó cũng là màu sơn xanh này. Chúng ta đây là phần sơn lót cho cái phần nước biển của chúng ta. Tiếp theo là đến màu sơn trắng, chúng ta sẽ phủ lên, phủ nhẹ thôi nhé, phủ nhẹ một lớp sơn trắng. Chúng ta lấy tay quyết nhẹ nhẹ đưa đi đưa lại đó.
chúng ta sẽ phủ một vài lần lớp sơn trắng, nó sẽ tạo hiệu ứng 3D cho cái phần nước biển của chúng ta. Nhìn như như kiểu chúng ta nó là nước biển thật ở ngoài đời. Nó sẽ tạo hiệu ứng cho chúng ta. Còn về những cái thứ chúng ta cần phải học tiếp theo, là để làm sao để làm sao có được một bụi cỏ, cho phủ lên cái lớp, ví dụ như là như cái tranh này đi. đây đây là cái lớp cỏ, chúng ta sẽ làm hiệu ứng như kiểu một cái bờ, cho một cái bãi biển. Đó. Thì chúng ta sẽ pha màu, pha theo cái 5, pha màu xanh da trời, à một màu xanh lá cây, thì đó là 5 vàng, 5 vàng một xanh, 5 vàng và một xanh nước biển, 5 màu vàng màu xanh nước biển, một xanh năm vàng, nó sẽ ra màu xanh lá hay thường gọi là xanh lúa. Màu vàng số của nó là 241, đó là màu vàng chuẩn để pha màu xanh. Còn màu xanh nước biển, mã của nó là 24242. Đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị cái bút như thế này. Đó. Chúng ta sẽ pha màu. Đó. Mình lấy luôn cái phần này nhá. Thì để có một bụi cây ấy, ta pha màu. Ta quyết đậm vào cái cây viết này. Đó. Thế đặt vào đây, chúng ta lăn 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 như thế này. Đó. Lăn cho nó cái phía này hướng lên trên, hướng về phía mặt trời á, mặt trời của bức tranh nhá. Này thôi, phía trên này thôi. Mình chỉ vẽ một khoảng nhé. Còn phần dưới này mình tô đậm lên, còn phần trên thì chúng ta vẫn đậm nguyên để tạo hiệu ứng cái lá cỏ hướng lên trời. Làm rộng ở đây nhé. Thể tô đậm lên. Đó là một bụi cỏ. Còn rất nhiều cái chúng ta phải học mà
Trong một tuần mình sẽ đăng video vào các ngày chủ nhật, mình sẽ làm video vào các ngày chủ nhật. Còn những cái chúng ta cần học chúng ta sẽ học trong vòng một tuần. Đây là phần 1, còn sẽ còn phần 2 chúng ta sẽ học vào chủ nhật tuần sau. Xin chào tất cả các bạn, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt.